Xin chào mọi người, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam. Đó thì tiếp theo đây thì cửa hàng mình lại tiếp tục lên giới thiệu đến mọi người, đó chính là một em siêu phẩm cửa hàng mình vừa mới về lúc trưa nay. Đó thì mình lại lên giới thiệu đến cho mọi người. Đó, anh chị em mình nào mà đam mê những cái dòng Rebel này thì cứ alo cửa hàng mình nhá. Đó, Rebel này có tên gọi là Rebel USA. Đó thì bản này là bản 170 phân khối. Đó, nhưng mà lên đầu lòng là đầu lòng 250 phân khối rồi. Đó thì những chiếc Rebel bên cửa hàng mình thì 170 thì còn vài chiếc thôi. Đó, cho nên anh chị em mình làm mà có thiện chí thì cứ alo nhá. Đó, biển số thì được đăng ký ở biển thành phố. Được đăng ký biển thành phố. Đó, X8 4477, một cái biển số khá là đẹp rồi nhá. Đó, rất chia đẹp luôn, đầu 4 cuối 7, rất chia đẹp. Đó thì những chiếc Rebel bên cửa hàng mình thì nó rất chia đẹp luôn. Đó, như chiếc này thì được đăng ký vào 2009. Đó. Nhưng mà tình trạng xe thì rất chia là đẹp luôn. Đó thì mình được xin được nhắc sơ rồi nhá. Đó, mọi người nào mà đã quyết định mua xe đã qua sử dụng rồi thì những cái vấn đề gọi là chảy xước xe như thế này, đó thì không thể nào mà tránh khỏi được rồi. Đó, nhưng mà đổi lại với một cái giá thành thì nó rất chia rẻ. Đó, là mọi người đã sở hữu được một em đó Rebel này rồi. Xe thì rất chia đẹp luôn. Đó thì cái này đã lên sẵn cho mọi người là cái cảnh trung độ rồi. Mọi người đi mà có lỡ may đổ thì nó cũng chắn được một cái phần nào rồi nhá. Đó thì cái bản này đã trang bị cho người là hai đĩa trước và một đĩa sau. Đó, bánh là bánh nhôm. Đó, đúc xung quanh luôn rất chia đẹp. Lốp thì rất còn rất chia là dày gai. Đó thì mình sẽ test sơ máy luôn. Đó, máy của cái dòng Rebel này thì nó nổ giống như là tiếng hoặc lây đó mọi người nhá. Đó, nổ cũng khá là ok. Đó thì cái dòng này nổ rất chia là êm ái mọi người nhá. Đó, máy móc thì không cần phải chê về điểm nào luôn. Đó, bản này thì là hai bô, hai máy hai cổ bô khá là hầm hố. Đó, đó thì mọi chức năng chân xe như là còi đèn đề, đó mọi chi tiết, đó xi nhan thì nhảy đôi đầy đủ hết luôn, đó nhảy đôi mọi nhớ xi nhan nhảy đôi, đó coi đèn đề, đó đều hoạt động tốt hết mọi nhớ, đó đèn đóm thì đầy đủ hết luôn, đó. Mọi người mua xe bên cửa hàng mình thì cửa hàng có bán trả góp, có hỗ trợ mọi người ship xe về tận nơi. Đó thì anh chị em mình làm có thể chí với mẫu Rebel này thì cứ alo cửa hàng mình nhá. Đó, cửa hàng thì có hỗ trợ mọi người ship xe. Mọi người chỉ cần cọc cho mình một phần tiền thôi, bên cửa hàng mình hỗ trợ mọi người ship xe về nhá. Đó, trang bị đầy đủ hết luôn. Đó, ghế tựa lưng, bao da, cả chống đổ đầy đủ hết. Đó, với cái giá thành chỉ hơn 40 củ khoai tí thôi là mọi người đã sở hữu được một em Rebel rồi nhá. Đó thì cảm ơn mọi người đã xem hết video ạ.